Cả nhà ơi, buổi trưa rồi, buổi trưa rồi, hẹn ăn trưa thôi. Vừa ăn trưa vừa đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa nhé. Bạn trai em là chín chắn, điềm đạm, dễ nhìn. Anh dễ nhìn, có điều ảnh không có thấy gì vậy, tại anh đen quá không thấy gì hết. Mình thu tiền rồi anh ha. Dạ, thu tiền, cho em giữ tiền luôn ha anh. Cho em phải kết luôn. À, bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi và bạn trai cũng đã ngồi ở đây. Vậy cô bạn gái đâu? Xin chờ Cát Tường trong 30 giây thôi nha. Tường sẽ mời bạn gái của ngày hôm nay vào. Rồi, tới đi em, thẳng thẳng. Rồi, cái ghế bên trái của mình nha, ngồi xuống. Xin mời hai bạn, chúng ta có thể mở mặt nạ. Rồi, ok, chào em. Em hãy giới thiệu bản thân mình trước đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Văn Nên, quê em ở Thái Bình. Năm nay em 32 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Bình Dương. Chủ quán bán cháo lòng. Chủ quán bán cháo lòng? Dạ. Ai nấu cháo? Em ạ. Bán được bao lâu rồi? Em bán được 4 năm rồi. Quán đắt không em? Dạ, bán đắt ạ. Em thì bán sáng đến 11 giờ em nghỉ rồi. Rồi chiều làm gì? Chiều em nghỉ. Cần người phụ bán cháo lòng không? Dạ, có đang cần lắm ạ. Cần người thu tiền hay cần người chạy bàn? Dạ, thu tiền. Cần người thu tiền. Thích ăn cháo lòng không Tường? Dạ, em rất thích ăn. Gia đình em ai cũng thích. Chị cũng rất thích ăn cháo lòng, biết không? Cháo nhiều khi mệt mệt mình ăn vô nó đỡ mất làm biếng nhai ha. Ăn cháo nó khỏe, dễ ăn. Hôm nào qua nhà bạn gái nấu đãi một thử một nồi cháo lòng cho cả nhà cùng ăn được không? À, được ạ. Ăn cháo lòng của ảnh là đi theo ảnh luôn á nha. Cẩn thận nha. Dạ. À, trước khi bán cháo lòng thì em làm gì? Trước khi bán cháo lòng thì em làm bên cơ khí. Tại sao đang làm cơ khí ngon lành đi bán cháo lòng? Mình thích tự chủ hơn. Rồi, bên em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào bạn Nam và chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Mỹ Hằng. Năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng và em hiện đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào? Dạ, em Cù Lao Phố chị. Biết Cù Lao Phố rồi, qua cầu Gành phải không? Dạ, đúng rồi. Biết cầu chỗ đó không? Cù Lao Phố. Em gấp gần cầu Hoa An. Cầu Hoa An gần xịt. Cầu Hoa An em băng qua cầu đúng không? Băng qua cầu quẹo phải. Quẹo phải là em vô đường chợ Biên Hòa, đường Cách Mạng 8 đúng không? Chạy hết ra tới cuối đường Cách Mạng 8 là ra cầu Gành. Đó, tới cầu Gình em quẹo phải là ra Cù Lao. Từ bên em mà nếu qua bên đây là không tới nửa tiếng đồng hồ. Hồi xưa tôi có ở 5 năm ở Biên Hòa nên tôi rành lắm. Bao lâu thì qua thăm bạn gái được một lần? Rồi, nếu mà bạn gái có thời gian thì ngày nào cũng có thể được. Ngày nào cũng qua. Chở em qua bển ăn cháo lòng, phụ thu tiền, được không? Dạ. Nhưng mà ban ngày thì em đi làm nên là chỉ rảnh buổi tối thôi, không biết bạn Nam buổi tối. Anh buổi tối, buổi sáng anh bán cháo lòng rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em thích tham gia phong trào, em nấu ăn ngon, hát hay. Em nấu ăn ngon có thể phụ anh mở quán rồi. Em nấu được nhiều món như lẩu Thái rồi bún bò Huế, gà chiên, đó. Gà chiên nước mắm. Có khi nào mình phát triển lên cái nhà hàng mình bây giờ nó lên thành cái những cái quán ăn nó nhiều món hơn không? Dạ, cháo lòng ngoài người ta cũng ngán. Dạ. Điểm yếu mình có gì không em? Em cũng hơi nóng tính, khó tính đó chị. Nên em mới lên chương trình này. Đúng rồi, ai cũng có khó tính hết trơn á. Rồi em cũng cần một bạn nam là trưởng thành điềm đạm, nhường nhịn em, chỉ ra em biết cái sai. Tại vì em cũng tính cũng trẻ con. Em thì làm việc cũng hay gấp gáp nhanh nhanh. Em cũng là người ít nói chị. Em muốn người bạn trai ít nói hay nói nhiều? Em muốn bạn trai có khiếu hài hước một tí nha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em rất là vui tính. Vui không? Vui ạ. Chắc vui không? Chắc vui. Nào nói gì cho bên này cười coi. Chứ chị nhìn mặt em thì chị thấy vui rồi đó. Dạ. Không biết bên đây nhìn có vui hay không thôi. Nói cho chị Cát Tường cười trước thôi. Em cười sao? Em mạnh của em là nấu ăn rất ngon. Đặc biệt món cháo lòng, thậm chí còn nhiều món khác ngon nữa. Em nấu lẩu rất ngon. Nấu lẩu rất ngon luôn. Về hai bạn nấu ăn rất ngon. Thích người con gái là không biết nói quá, cũng không nói nhiều quá. Có khuyết điểm gì không? Hơi nóng tính, thích sạch sẽ mà lại hơi lười dọn chút xíu. Ủa vậy ai dọn cho em sạch? Mai mốt thì hai vợ chồng cùng dọn. Em có ý định lập nghiệp trong này luôn hay có ý định về quê? Em thì lập nghiệp ở đâu cũng được, nhưng mà chắc là trong này. Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin cơ bản của hai bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy bắt đầu đưa ra dự đoán của mình đi, xem là cặp đôi ngày hôm nay họ có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau không nhé. Để xem ai sẽ là người nhận được phần quà vào cuối chương trình. Bây giờ em cho chị biết là tình trường của em như thế nào? Em chưa có mối tình nào, hồi đi học đại học em chỉ yêu đơn phương thôi chị. Sao kỳ vậy? Em có biết nguyên nhân tại sao mình không có bạn trai không? Chắc là tính em cũng khó tính rồi. Giống như là em đòi hỏi bạn trai là phải ga lăng rồi, phải chăm sóc em. Người ta nhắn tin em chậm em cũng giận. Trời ơi, đó, thấy chưa? Em muốn là bạn đó phải bên em 24/24, nghỉ bán cháo lòng luôn.
mình phải thông cảm công việc của nhau, giờ phải mưu sinh kiếm sống, sau này còn đẻ con đẻ cái nữa. Cái giờ nào người ta đang lỡ, người ta đang múc bán đắt quá, người ta trả lời em trễ một chút, nhưng 11 giờ trưa người ta dẹp tiệm xong rồi, người ta dọn vô là người ta sẽ gọi cho em. Dạ, thì thông giờ, cảm nha. Giờ em sẽ thay đổi ạ. Thông cảm, chứ như vậy cũng không được. Vậy là có hôn lần nào chưa? Dạ chưa chị. Chưa luôn hả? Dạ. Có ai nắm tay mình chưa? Có, em nắm bạn thân em chị. Bạn thân em. Bữa nay nắm tay bạn trai nha, cố gắng nha. Nay tôi cho hung mở hàng luôn á. Nghe cô ấy chưa có bạn trai em cảm thấy như thế nào? Thích ạ. Chứ em không sợ, cô ấy chưa có kinh nghiệm, cô ấy nhõng nhẽo lắm á, cô ấy đòi hỏi nhiều lắm á. Lúc đó em chiều được. Chiều được. Tình trường của em thì sao? Em thì có 20 tình. 20 tình. Mối tình đầu thì con nít, thì sau thì em quen khoảng 4 năm thì thời gian đa phần yêu xa. Cô ở đâu mà xa? Dạ cô cùng quê nhưng mà em ở trong này. Trong 2 năm nay có râu ria gì không? Dạ không, dạ mãi múc cháo quá. Mãi múc cháo không có thời gian. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trung thủy, biết đối nội đối ngoại tốt. Về ngoại hình? Vẫn nước da trắng rồi em. Với em đương nhiên rồi, em là thuộc loại cục than rồi, ai cũng cắn. Em là người ta gọi là Quảng Ninh, dân Quảng Ninh. Dân Quảng Ninh, đen như than. Dạ, nói chung là kiếm tiền thì không cần phải giỏi quá. Đối ngoại tốt, chủ yếu là vậy thôi. Cho vợ đi làm không? Không, đấy là công việc vợ tùy lựa chọn. Anh này có vẻ dễ tính. Dễ tính, được. Nếu muốn lập nghiệp trong này phải mua nhà trong này chứ. Là dự tính khoảng 2 năm tới. Mua nổi không? Nổi. Em muốn tìm ngọn người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là chín chắn, điềm đạm, lớn hơn em từ 1 tới 3 tuổi, dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Ảnh dễ nhìn, có điều ảnh không có thấy gì vậy, tại ảnh đen quá không thấy gì hết thôi. Có người nghiệp ổn định, trải đời nhiều thì cũng tốt. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích là bạn trai là gia trưởng, không chung thủy, hút thuốc. Có hút thuốc không? Em không. Đang nấu cháo lòng hút thuốc, rớt tàn thuốc vô cháo lòng sao? Không có hút thuốc. Uống rượu mà không biết giới hạn á chị. Có uống rượu không? Là có chứ. Nhưng mà em biết giới hạn không? Chủ yếu là giao tiếp thôi. Tiếp khi say xỉn. Biết đường về nhà không anh? Biết. Biết đường về nhà em á. Đừng về lộn nha. Đường em dành lắm, em cần đi lần em nhớ. Đâu đưa coi có hình ảnh gì không cho chị coi coi. Trời ơi, đưa lúc cái người thì có một tấm hình này thôi hả? Dạ. Có người tham gia chương trình thì đưa hình gì đâu mà cả đống. Có người tham gia chương trình đưa một tấm hình một. Hình này chị cũng dễ nè. Chị muốn. Đó. Lựa đi. Hình có hai người hả? Theo cảm tính của mình hãy chọn đi. Chọn dạ. Một trong hai. Em chọn được rồi chị. Đâu? Đây anh nào? Này. Anh đó. Anh đen đen. Anh đen đen. Rồi bên đây. Rồi cô đội nón. Hai người này chơi chăm bù dễ mà. Thôi được rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đến lúc Cát Tường sẽ mở cửa trái tim này ra. Các bạn hãy tiếp tục đưa ra dự đoán của mình xem cặp đôi này có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Hãy cố gắng lên, phần quà của Cát Tường đã sắp tới tay của các bạn rồi. Mở cửa trái tim. Rồi hai bạn lấy cái hình lên coi coi mình chọn đúng không. Chào em. Quá dễ mà, cái hình quá đơn giản, mỗi bên có một người hà. Chúc mừng hai bạn đã có một linh cảm rất đúng. Chúng ta sẽ có một cái món ăn ăn trưa với nhau thật là ngon, vừa ăn các bạn vừa trò chuyện với nhau nha. Nè cái này làm gì? Trời ơi, đã đen rồi mà còn không ga lăng là chết luôn. Nào vào mặt anh, cảm ơn anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Đây là quyển sổ với cây bút, thì em muốn chúng mình sẽ viết lên câu chuyện tình yêu. Và em có ghi câu châm ngôn em thích, anh có thể mở ra và đọc cho khán giả nha. Tặng anh thương mến, tình yêu rất mong anh và dễ vỡ. Hễ được điều này, bạn biết yêu thực sự, tôn trọng điều này. Bạn là người đang sống trong tình yêu, em Hằng. Ê mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì lạ không? Hôm nay cặp đôi này đã chọn trúng nhau nha. Mà cặp đôi này còn mặc áo tình nhân nữa nha quý vị. Đây là một cái dấu hiệu hơi hơi gọi là thần giao cách cảm nha quý vị nha. Mời hai bạn thưởng thức món mì spaghetti mà chương trình đã chuẩn bị cho buổi ăn trưa này. Thì Tường cũng rất đói bụng rồi. Thông thường không biết là bạn muốn hẹn hò, khi kéo rèm lên là chỉ có 2 phút để trò chuyện thôi nha. Dạ. Hôm nay mình vừa ăn vừa nói chuyện cho 5 phút nha. Tranh thủ. Dạ. Muốn hỏi cái gì là phải hỏi. Mời hai bạn thưởng thức buổi ăn trưa của mình. Mời em. Dạ dạ. Anh có thích ăn mì spaghetti không? Anh ít khi ăn mì lắm. Anh chỉ ăn cháo lòng thôi. Không, anh ăn hay ăn bún. Em cũng thích ăn bún. Thế còn cháo, anh hay anh nấu cháo ngon mà anh không thích ăn cháo. Đi làm có gần nhà không? Dạ cũng xa nhà em là 16 cây. Là anh đi làm công ty xong mà anh nghĩ anh mở quán cháo lòng là thích là tự mình làm chủ hơn. Mấy người em? Anh làm công ty được mấy năm á. Xong rồi mới đi học nghề, xong rồi mới bắt đầu là ra mở quán. Học nghề gì vậy anh?
Anh học cơ khí chế tạo máy. À, mà anh thích mở quán cháo lòng hơn là mở quán bán về, mở quán về cơ khí hả? Nhiều khi mình học nghề nhưng mình chưa chắc mình đã theo nghề được. Nhưng mà hồi xưa là anh học đại học nào á, anh học trường nào á? Anh học trường cao đẳng nghề Việt Nam Singapore. Công ty em thì chuyên làm về cái gì? Dạ là về ấp trứng đồ á anh, chuyên về trứng gà. Làm trong việc trứng chạy. Gà đồ. Thế ví dụ sau này mà em muốn lập gia đình thì công việc ý định em thế nào? Ý định của em á hả? Theo chồng thôi anh, xuất giá tổng thu thôi. Dạ. Về thu tiền cho anh ha. Dạ thu tiền, cho em giữ tiền luôn ha anh. Cho em cả két luôn. Giữ luôn. Em giữ em xài hết sao? Tại vì anh cũng không thích cầm tiền tiêu vặt. Em giữ em xài hết là anh buồn sao? Không, chắc không, không xài hết được đâu. Dạ, ý là tiền nhiều quá không xài hết được hả? Không phải nhiều hết nhưng mà anh tin là em chứ không xài hết. Em phải để lại chừa lại để dành tiền nuôi con. Dạ. Anh thấy em thế nào? Anh nhìn em rất dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, anh em thấy anh cũng nhìn chững chạc. Dạ. Thì năm nay anh cũng 32 rồi. Dạ. Này em được mấy chị em? Dạ có em với chị gái. Nếu em dự kiến thì bao giờ lập gia đình? Mình tìm hiểu khi nào mình thấy hợp thì mình tiến tới. Thấy đúng thời điểm thì mình tiến tới. Chắc anh nhìn thấy là đúng rồi đấy. Anh quan điểm thế nào về tình yêu? Anh thì nói chung là anh cũng ít yêu linh tinh nên là anh rất là trung thủy. Anh không thích mang phụ nữ ra làm trò cười. Dạ. Một khi mà anh đã yêu anh sẽ tôn trọng. Đặc biệt em là... cũng như vậy, cũng thích như vậy. Gia đình anh có quan trọng việc coi tuổi không anh? Không, nói chung là tuổi tác nhiều khi hợp mà không có duyên thì cũng bằng không. Nên là nếu mà nó có không hợp hay nó khắc khẩu thì mình sẽ mất bên nghĩa đi một xíu. Anh, vậy nếu như em lấy anh thì em sống ở đâu? Trước mắt thì ở chỗ anh làm. Sau này nếu anh về quê em có chịu ra ngoài Bắc không? Ở ngoài Bắc ba mẹ anh có khó không? Tại vì người Bắc thường thường họ cũng kỹ tính, cũng khó. Mẹ anh thì mất rồi. Còn mình ba anh thôi. Dạ. Nên ba anh cũng hiền lắm. Hello, mì ý ngon không? Dạ. Ngon mà ăn chưa hết đúng không? Lo tâm sự tranh thủ. Không sao, một lúc bấm nút hẹn hò xong rồi ra ngoài mình ăn tiếp. Chị Tường sẽ có một cái game nhỏ nhỏ vui chơi với các em nữa. Ở trong này là có những cái yêu cầu của chương trình. Nếu như các bạn bóc nhầm cái thăm yêu cầu gì thì các bạn sẽ thực hiện cái điều đó. Nhưng mà nào cũng thiệt ạ. Nhưng mà nào cũng thiệt ạ. Ai biết làm gì? Tường chưa biết mà. Đọc lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Em làm sao mà bạn gái nó đáng yêu thì mới được. Em nghĩ chắc em cười là đáng yêu rồi. Cười đi, nhìn cổ cười đi, cổ ok thì cho qua. Cười có gì đâu đáng yêu. Nếu mà làm không được là ra phạt nha. Thục dầu 5 cái, trời nóng thục dầu đổ mồ hôi luôn á. Anh nheo mắt em mà chị. Sao? Nheo mắt coi. Nheo mắt. Thôi đừng có binh, tôi chưa thấy. Làm lại. Được không? Nheo tên nheo một con, không nheo hai con. Nheo một con thôi, nheo hai con thục dầu. Đúng hai con chị. Thôi vậy mà dễ thương rồi, đáng yêu rồi. Rồi tới bên em, ống nheo vậy nè. Rồi đọc lớn lên nha. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Hên quá, sướng quá. Đưa tay qua đi cưng. Đưa cao cao lên bắt người ta chồm nữa, thiệt tình luôn á. Phải có cảm nhận đó nha. Hôn nhau luôn á chị. Thì sao? Có mùi gì? Mùi cháo lòng không? Dạ đúng rồi, có mùi cháo lòng á chị. Tanh tanh á chị, nghe mùi tanh tanh. Nghe mùi tanh tanh thiệt luôn hả? Đúng rồi chị. Thơm thế mà tanh vô. Trời ơi. Đúng rồi, bán cháo lòng 4 năm nên cái mùi lòng nó quện vô chổng rồi. Nó ngấm vô da rồi. Nó ngấm vô da rồi. Dạ. Đó chứ bình thường à chị. Bình thường hả? Dạ. Ok, chị chơi vậy là để làm gì? Trò chơi cho nó vui để cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn thôi ha. Rồi bây giờ thì trò chuyện rồi, ăn uống rồi. Bây giờ Tường muốn các bạn hãy nói lên cái cảm xúc của mình. Em nhìn em bạn gái rất dễ thương. Bạn nóng tính, không biết có nóng tính không nhưng mà bạn hiền lắm. Em nhận xét gì về anh chàng này? Dạ thì bạn nam thì nhìn cũng chững chạc, điềm tĩnh. Nói chuyện thì cũng hiền lành. Đó là những cái dấu hiệu đáng mừng ha. Bây giờ tới thời khắc quan trọng nhất. Mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Kính thưa quý vị, như vậy là hai bạn ấy đã kết thúc buổi trò chuyện của mình rồi. Bây giờ đến lúc quan trọng nhất sẽ đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. Còn theo sự suy đoán của các bạn thì sao? Cặp đôi này có phù hợp với nhau không? Họ có đi với nhau được một quãng đường dài hay không? Hãy nhanh tay đưa ra cái quyết định của mình để xem ai sẽ là người may mắn nhận phần quà từ Cát Tường nhé. Bây giờ Tường sẽ chia sẻ với hai bạn sau khi Tường đếm từ 1 đến 3.
các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Và hãy lưu ý giùm cho chị, bấm nút là hẹn hò nhé, tìm hiểu để tiến đến hôn nhân, không phải bấm nút làm bạn cho vui, trò chuyện 5-3 câu rồi đường ai nấy đi, không phải như vậy. Nhắm mắt lại, cảm nhận, suy nghĩ lại cuộc trò chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ. 1 2 3. Rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi. Em trai, em có nhớ là bạn gái em tên gì không? Dạ nhớ. Tên gì? Tên là Hằng. Hãy xin phép Hằng cho anh hôn một nụ hôn lên má để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta quen nhau. Quen nhau đi. Theo cảm xúc của tôi là cặp này họ có rất là nhiều cái điều trùng khớp với nhau đó quý vị. Và ngày hôm nay tới rồi em ơi. Rồi, ngồi sâu vào ghế nha. Rồi, mở mặt nạ ra hai bạn ơi. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường. Trời ơi, đẹp ghê á. Cộng dây chuyền đẹp hết sức. Dạ. Mời em trai giới thiệu lớn lên nè. Em tên là Lê Văn Thanh. Em 30 tuổi. Em đang công tác tại một công ty ở quận 7, công ty về dầu khí á. Em thì nhiều quê lắm. Em sinh ra thì ở Thanh Hóa, lớn lên thì ở Ninh Bình và làm việc thì ở Vũng Tàu và hiện tại thì đang ở Sài Gòn. Chà, cũng đi tứ xứ ha. Bằng chị đó. Chị nè, sinh ra ở Huế nè, nhỏ đến lớn ở Vĩnh Long nè, xưa làm việc ở Biên Hòa, giờ sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Bắt tay cái nữa. Dạ vâng. Dầu khí là giàu lắm phải không? Dạ không, cũng giàu dính nhiều người, trên người nhiều. À, giàu dính trên người, giàu chứ không phải giàu. Dạ vâng. Mua nhà mua cửa về Thành phố Hồ Chí Minh chưa? Hiện tại thì em mới chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh làm 2 năm rồi. Ủa vậy chứ hồi trước khi ở Thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu ạ. Rồi ở dưới Vũng Tàu có nhà cửa gì dưới chưa? Dạ, em có rồi đấy. Rồi sao tự không ở Vũng Tàu đi an cư lạc nghiệp rồi đi lên Thành phố Hồ Chí Minh chi? Thì cũng là cái duyên ạ. Vì cái head office bên em thì ở Sài Gòn nên là em lên trên đây làm việc. Nhưng bây giờ tương lai là định hướng là lập nghiệp ở đâu? Bên em thì làm việc ngoài giàn khoan. Nên bởi vậy nên là không nhất thiết có là... thể sẽ thay đổi. Vâng. À, là em đi nhiều. Vâng, em đi ví dụ như đi 21 ngày, sau em nghỉ 21 ngày. Ồ, đi biển á hả? Dạ vâng ạ. Dạ, có bạn trai gì cũng vui ha. Ở mình đi mình có cho đem bạn gái theo không kia? Dạ, nếu mà được như vậy thì tốt quá. À là không được hả? Nhưng mà không được ạ. Dạ vâng. Rồi, chào em gái, em tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Thanh Trúc. Thanh Trúc. Năm nay em 23. Em đang làm designer chuyên thiết kế và vẽ minh họa cho sách báo, áo thun, rồi video clip. Ôi dạ, em học cái gì ra để làm cái ngành đó? Dạ em vừa làm vừa học luôn á chị. Đang học gì vậy cưng? Dạ em đi làm luôn rồi, nghĩa là em không có học đại học. Em đi làm luôn. Nhưng mà mình là học cái hồi đó có học vẽ không mà biết vẽ biết thiết kế dạ, có học vẽ từ nhỏ. Học vẽ từ nhỏ được đã vẽ tay được rồi. Quê mình ở đâu cưng? Ở đây luôn. Em ở Thủ Đức. À vậy đang sống với ba mẹ. Dạ. Mới có 23 tuổi, trẻ đẹp như vậy, thiếu gì cơ hội, tại sao phải cần nhờ tới chị Tường? Dạ tại vì cái nghề mà em đang làm là các bạn em thường là lớn hơn em, mấy anh đó thường có chủ hết rồi. Dạ. Không có thời gian đi chơi hả cưng? Dạ cũng có nhưng mà đối tượng xung quanh mình lại không phù hợp. Thế thì bây giờ nếu mà tìm được cái mối quan hệ, tìm được cái người mà đúng đối tượng của mình đi. Nhưng mà cái tư tưởng của em là khi nào mới lập gia đình? Xung quanh em thì cũng không ai hối mà em cũng ít khi suy nghĩ đến chuyện là bắt buộc là đến thời điểm nào thì mới phải ấy, khi mà nó đến thì nó đến thôi. Nhưng mà thí dụ mình có nghĩ, tại vì có những bạn nữ là suy nghĩ rất rõ ràng, đặc biệt là những bạn mà độc lập về tài chính, công việc ổn định, nhiều khi nghĩ là phải ngoài 30 mới lập gia đình, thí dụ vậy. Thì em có suy nghĩ đó không hay là chừng nào tình yêu tới là lấy bao nhiêu cũng được? Dạ tình yêu đến là lấy. Biết sao chị hỏi vậy không? Tại vì anh bên này là lớn tuổi hơn em, nhiều khi người ta muốn lấy vợ tới nơi rồi để yên bề gia thất. Mà bây giờ quen em biểu đợi em 30 tuổi, đợi 7 năm nữa ai mà đợi nổi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chị hỏi vậy được không em? Dạ em nghe cũng hợp lý á. Mà chị thấy là cặp đôi này là nhìn cơ bản là hợp đấy. Ai cũng có chí hướng, có công việc ổn định rồi. Anh 30, cô 23, mình tìm hiểu thêm 1-2 năm mình tiến tới hôn nhân là chị thấy cũng hợp lý đó. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em kín đáo. Có nghĩa là em cái kín gì nên là nói. Không ăn mặc hở hang. Không ạ. Có nghĩa là mình cái gì nên nói và cái gì mình không nên nói. Còn là điểm yếu của em thì có những cái mình tốt quá. Mình làm tốt quá thì đôi khi ấy nó sẽ đem lại cái không tốt cho mình. Ví dụ
Ví dụ như là mình đi ra đường hạn mình giúp đỡ người ta. Nhưng mà người ta lại nghĩ mình là có ý đồ gì đấy. Nên là tốt nhiều... quá phải không? Vâng. Cái gì nó cũng vừa phải. Em gái hay sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Dạ, em rất là lạc quan. Em ít khi nào suy nghĩ tiêu cực lắm. Kể cả khi mà cái bế tắc cuộc sống em cũng chỉ về những điểm sáng thôi. Thoáng lên ha. Dạ. Mà em mới 23 tuổi có gì đâu bế tắc trong cuộc sống. Có nhiều chứ chị. Ví dụ cái bế tắc gì đâu, nói từng cái những bế tắc nào mà em đã từng vượt qua đâu. Giống như lúc em nói với ba mẹ là em không học đại học. Em là người duy nhất trong cái khối 12 năm đó không đăng ký thi đại học. À, học xong 12 thôi, không đăng ký thi cái gì hết trơn. Là chỉ tốt nghiệp thôi. Tốt nghiệp rồi. Chưa tốt nghiệp. Điểm yếu của mình là cái gì? Điểm yếu của mình là em tại vì em còn trẻ mà em lại người ta gọi là cũng ra đời sớm, cũng đi làm sớm á, nên là em sẽ có những lúc không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Những lúc mà công việc áp lực hay gì em hay quát lớn hay là em có một cái thái độ rất là gắt á. Nhưng mà thật ra thì em không có một cái ý xấu nào hết, chẳng qua là em không có kiềm chế được. Không, chưa tập kiềm chế được cảm xúc. Mình biết được khuyết điểm của mình rồi thì thôi từ từ mình trau dồi. Với lại em tuổi đời còn quá trẻ mà, cho nên không sao cả. Ai cũng có những cái lúc mà mình sai, ai đâu ai hoàn thiện hết được đâu, đúng không? Nhân vô thập toàn mà. Anh này 30 tuổi chứ chắc gì anh đã kiềm chế được cảm xúc của mình, đúng không em? Vâng, em vẫn kiềm thường xuyên. Vẫn kiềm thường xuyên. Rồi, thế tình trường thì sao cơ? Vài mối tình nhưng mà chưa có một cái mối tình nào mà nó thật sự là một mối tình, nó chưa kịp hình thành một cái gì nó đã kết thúc rồi. Em là người hay vội vàng á, em thích mọi thứ theo ý mình, em không kiềm chế cảm xúc. Cái gì ta mới theo thấy không có hợp. Người ta thấy em con nít quá hay sao đó, tại vì bây giờ em cũng đâu có lớn lắm đâu, mà ngày xưa nữa thì phải nhỏ hơn bây giờ nữa, hiểu cho nhau. Mà những cái đối tượng trước đây là lớn hơn em hay nhỏ hơn em hay bằng em? Dạ lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Khoảng 5 tuổi là ít nhất. Mà cũng không có kiềm chế được luôn. Mà không chịu nổi em luôn. Mà 5 tuổi là ngày xưa em học cấp 3 là những người đó cũng... Cũng mới học mấy tuổi à. Rồi, dạ. Đúng rồi. Rồi còn em, tình trường thì sao? 21 ngày ở trên đất liền đã làm được những gì? Nói chung là em qua 2 mối tình chính thức thì nói chung là tốt nghiệp xong thì tự nhiên nó giống kiểu học thời học sinh thôi. Thì dừng lại. Học xong thì hai người chia tay bởi vì do xa quá. Công việc của em thì như thế. Có nghĩa là giờ mà gọi là mối tình khắc cốt ghi tâm là chỉ hồi đi học thôi chứ sau này là chưa có. Dạ vâng ạ. Thì đến tận bây giờ thì cũng suy nghĩ vì cũng hơi sốt ruột bởi vì cũng có tuổi rồi. Nhưng mà em lại cứ kệ thôi bởi vì cứ giữ cái quan điểm là không nói trước được điều gì. Cái gì nó tới nó sẽ tới. Dạ vâng ạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người trong tương lai là như thế nào? Gu của em thì thật ra thì mình cũng nói không có thì cũng phải có. Nhưng mà ý là nhìn cơ bản là người, có nghĩa là người phụ nữ cơ bản. Ví dụ như sinh như chị Tường chẳng hạn. Cơ bản, vẫn thế em ạ. Gì nữa ạ? Rồi là em nghĩ về ngoại hình nói không quan trọng thì cũng không đúng lắm. Nhưng mà em thấy thì quan trọng nhất là vẫn là hai người có cái gì đấy nó đồng cảm. Bởi vì không có cái đồng cảm thì dù là có xinh đi mấy thì cũng đúng phải. Rồi, đẹp quá mà nó không có duyên cũng vậy em ơi. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người hơi mập. Hơi mập? Gì nữa? Em không thích người có râu. Không thích có râu? Hên quá, có mà cạo rồi. Em cũng không thích người đeo mắt kiến. Chụp hình hình như có đeo mắt kiến nè, mà như tháo rồi. Trời ơi, tôi nhìn tôi không thấy được ổng là ai trong cái tấm hình này luôn á. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người nói nhiều. Hơi chảy chuốt á, em cũng không thích. Không thích người chảy chuốt hả? Kỳ vậy, chảy chuốt đẹp mà. Thích người cao thấp mập ốm. Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ, mét 6. Thôi khó quá, em tự lựa đi. Ảnh nó trọng á, chị tìm không ra. Nếu mà em linh hoạt một chút em sẽ nhận ra. Linh hoạt một chút thì sẽ nhận ra. 30 tuổi, người đầy dầu. Người đầy dầu. Tại làm dầu khí em nói đại vậy. 30 tuổi em khá là điển trai. Thế nãy giờ chị khen quá trời, nhưng mà em hình dung ra là cô gái này là như thế nào? Cơ bản gì đấy. Có thể nhỏ nhỏ. Bởi vì chiều cao như vậy thì cũng sẽ nhỏ nhỏ, không ốm. Nhỏ nhỏ không, cũng không mập. Không mập. Vậy là vừa người.
Da trắng hay da đen? Này. Anh nói đó hả? Dạ. Anh đeo mắt kiến đó hả? Ủa mà em không thích người đeo mắt kiến mà em chỉ anh đeo mắt kiến chi vậy? Kính cận đó chị. À kính cận là không thích hả? Dạ. Ủa nếu vậy anh này ở đây thì trên này là anh ở đâu? Nãy giờ chị nhìn không ra luôn á. Em thấy hai hình này không có hình nào giống. Bậy, phải có ảnh anh mới đưa chứ, không có ảnh anh đưa lên đây làm chi. Anh này phải không? Dạ. À, cứ để hỏi ảnh đi chứ chị thật sự là chị không biết đó. Xin mời quý vị nhìn về phía trái tim để xem. Tôi nhìn hình và nhìn người tôi cũng không nhận ra. Hãy cho tôi biết cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy nhau là gì. Nãy giờ sự tưởng tượng trong đầu của mình đúng hay sai, được bao nhiêu phần trăm? Chào em. Chào em. Dạ. Chào. Bạn trai phát biểu trước đi. Ừ, anh có quà tặng em. Quà trái tim, vô cái trái tim. À, đây. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Ủa, lúc nãy vậy thì em có đoán đúng không? Đoán đúng anh không? Em nghĩ là anh biết luôn á. Chỉ có phải ảnh không? Vậy là anh là người này đúng không? À, cũng thôi. Gần đúng. Không phải luôn hả? Không. Em không đoán được tại nhưng hồi nãy em chỉ anh nào em? Em chỉ anh này nhưng mà nó cũng đúng đâu. Đúng là anh ấy. Ủa sao kỳ vậy đứa coi? Trời ơi. Đó đó hả? Rồi vậy bên đây là cho bên đây là anh nào? Cái này là em. Rồi, à món quà, quà gì vậy cơ? Coi coi người ta tặng quà gì? Là một quyển sách ạ, một cái sổ. Ý nghĩa nó là gì? Tại vì em cũng không biết tặng gì cho anh nên là em tặng một món mà em nghĩ ai cũng xài đó là sổ ghi chép. À, sổ ghi chép. Anh cảm ơn, anh sẽ viết lên những dòng chữ đầu tiên ở đây. Mở cửa trái tim này lên thì những cái gì em đoán với những gì em thấy nó chúng giống nhau không? Nó giống được bao nhiêu phần trăm hay là sai bét? Nói chung là em không biết nói gì hơn nhưng mà hơi hồi hộp. Nói chung là em đoán đúng. Em đoán đúng? Vâng. Wow, thế còn em ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy ảnh cái cửa này mở lên là như thế nào? Em thấy ảnh trưởng thành, chững chạc. Rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để mình trò chuyện với nhau. Rồi cơ hội nha, không có nhiều đâu nha. Trò chuyện với nhau rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Nếu mà thấy mà bí quá tôi sẽ quay trở lại, tôi hỗ trợ. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Bởi tôi nói món ăn vừa ngon vừa thơm mà còn trang trí đẹp mắt nữa. Chắc tôi gánh nó đi bán quá. Giới thiệu với em, đây là món chả giò gánh quê nhà. Còn đây là món ớt xông hơi. À, mình ăn vô coi như mình được xông hơi luôn, rất là khỏe nha. Rồi bên đây mình cứ gánh đi em, vừa gánh vừa đói bụng vừa ăn rất là ngon. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Rồi, tự nhiên đi hai em, ăn đi, ăn đi. Em mời em nha. Anh làm công việc đó là phải đi rồi về thường xuyên hả? Anh thì nói chung là anh đi rất là nhiều. Đi cũng khá nhiều. Nhưng mà thời gian thì mình mỗi lần mình nghỉ thì mình có thể vẫn dành thời gian cho gia đình. Thì chắc là làm công việc đó cũng lâu rồi. Nó quen với chuyện phải đi nhiều vậy hả? Khi mình 18 tuổi mình xa gia đình ấy, thì anh đã xác định một điều là mình sẽ theo nghề này thì mình sẽ phải đi nhiều. Với lại là cái thời gian mà mình ví dụ như 21 ngày đi làm thì cũng là một thời gian nó dài. Nhưng mà thật ra là cũng nhanh lắm, vèo vèo. Thấy dài nhưng mà lại nhanh. Anh đang ở Sài Gòn mà ở quận mấy? Anh ở quận 7. Hồi vì sao nhà em ở phía hai phía thành phố. À đấy, em ở đâu nhỉ? Ở Thủ Đức anh. À Thủ Đức ạ? À? À, trên Google thì chắc khoảng tầm một đốt tay. Thế em có hay, em đã ra ngoài Bắc bao giờ chưa? Cách đây 10 năm hơn rồi. Em có đi ra hồi nhỏ với mẹ, cái gì đi chơi với mẹ mà sau đó thì không có dịp gì để ra nữa nên em chỉ đi đến Đà Nẵng là xa nhất. Đà Nẵng xa nhất à? Ủa vậy là khi mà anh về nhà anh vẫn phải làm việc hả? Trong giai đoạn này của anh thì anh đang muốn phấn đấu làm thêm nên là anh vẫn về văn phòng anh làm bình thường. Ok, vậy vậy chắc anh ít có thời gian đi chơi lắm hả? Đi chơi thì cũng thật ra thì cũng ít nhưng mà thời gian trước thì do là anh học ấy
Anh đăng ký học thêm bởi vì anh muốn là trước khi mình hoàn thành xong 32 tuổi, anh muốn là hoàn thành xong được mấy cái việc học hành hay là bằng cấp mọi thứ ấy. Nên là anh cứ lao đầu vào học thôi. Nhiều khi bạn của anh, bạn thân của anh gọi điện hay là hẹn đi chơi cũng rất là khó. Bởi vì không phải là mình kiêu hay là gì, nhưng mà nhiều khi nó cũng mình bận thật sự chứ không phải là có vấn đề gì. Ăn đi, ăn miếng đi cho người ta ghi hình, khổ ghê vậy đó. Ăn đi cưng. Dạ. Dạ. Thời gian thì không có nhiều. Nhưng mà em nghĩ là nếu khi mà mình quyết tâm dành một thời gian cho việc gì đấy thì em nghĩ là mình cứ hy vọng, cuộc sống phải có hy vọng. Mình nên là mục tiêu và có hy vọng thì em nghĩ thì sẽ có sự phấn đấu hơn. Thế còn em, nãy giờ trò chuyện thấy được có cái điểm nào, cái gì hấp dẫn lôi cuốn chưa? Em thấy là ảnh chưa có hỏi em nhiều. Ảnh chưa hỏi em nhiều. Toàn là em hỏi thôi. Vậy bà sức sao vậy cơm, 30 tuổi rồi mà đó. Em quên. Ủa rồi ở ngoài chú thấy có cái anh nào ngồi ngoài là ai vậy? Dạ không, em đi một mình. Em, bạn em hả? Dạ bạn em ạ. Mời vô, vô đi cưng. Em tự giới thiệu mình đi. Em tên là Hoàng ạ. Hoàng. Bạn thân của Thanh. Bạn thân là cũng là giàu luôn á phải không? Dạ không, em làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ủa kỳ vậy, sao thằng ở biển mà người ở Tân Sơn Bay là sao? Dạ ngày xưa là tụi em sinh viên thì em ở với nhau. À, nhưng mà hồi xưa thôi chứ giờ dạo này rồi người ở biển, người ở máy bay rồi có cơ hội có nói chuyện nhau, có còn thân với nhau như ngày xưa, còn hiểu nhau không? Dạ có, anh em thì Thanh đi biệt về thì lại đi chơi với em mấy ngày vậy đó. Thế cái gu của Thanh như thế nào em biết không? Thanh thì một người phụ nữ hiền lành một chút. Rồi là biết chiều Thanh, với lại là biết suy nghĩ về gia đình là được. Có tật xấu gì không? Thanh thì hơi cầu toàn một tí, với lại cũng nhiều khi cũng ít nói. Ê, em có gia đình chưa? Dạ em chưa có, em độc thân. Độc thân, có bạn gái chưa? Em chưa có bạn gái luôn. Rồi chừng nào mới lên đây ngồi? Dạ vâng, em chắc là cũng sắp tới đấy. Sắp tới hả? Dạ. Rồi cứ lên gặp chị Tường nha, cố gắng lên ha. Rồi ngày hôm nay gặp em Trúc đây thì em có nhận xét gì? Trúc nhìn rất là xinh gái, trẻ trung. Có thể là hợp ý với Thanh rồi đấy. Hợp không? Em thấy là đúng gu của Thanh rồi đó. Dạ. Gu em có giống vậy không? Để biết đường thì kiếm. Dạ gu em hả? Thì cùng gu em đơn giản vậy thôi. Rồi cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi bốc thăm câu hỏi của chương trình đi. Đó, mỗi người một câu. Chương trình kích cho tụi em nói chứ cái gì đâu mà thiệt á. Đọc lớn lên đi Trúc. Bạn trai hãy thể hiện một tài năng mà mình tự tin nhất. Nói không được rồi đó, làm gì giờ? Hát hò nhảy múa hít đất phục dầu. Em hát thì em phục mỗi bài quốc ca thôi. Thực ra thì sở trường của anh là hát, nhưng mà đặc biệt thì anh lại không biết thuộc lời. Hát một đoạn thôi, chẳng lẽ không có được vài bốn câu tặng bạn gái? Nhưng mà em lại hát toàn những bài buồn thôi. Buồn thì buồn chứ, buồn nó mới có nhiều cảm xúc. Mời em. Để em nghĩ, từ từ để em nghĩ. Tài ủng hộ tinh thần ảnh. Ảnh ít nói lắm, ảnh làm nhiều thôi. Bài gì nhỉ? Trời, có ông suy nghĩ kìa. Rồi hết, ông đọc những cái này trước đi rồi tôi coi cho suy nghĩ đọc cái đó cái gì vậy? Bạn gái hãy nhìn bạn trai và vẽ lại chân dung của bạn trai. Trời ơi, bóc cái câu hay quá. Em ngồi suy nghĩ hát bài hát. Trong lúc em hát bài hát, cô này vẽ hết chuyện. Em hát bài chân tình. Mùa xuân vừa đến, hoa vàng trên những bàn tay, và anh lại đến thay màu áo mới vì em. Tình yêu tìm thấy êm đềm với những sớm mai, những nhọc nhằn sớm quên nơi con đường vắng em như chờ đợi hay. Như chưa từng có giây phút đầu tiên. Em xin hết. Chán, chuyện nói cũng dở mà hát cũng dở nữa. Đó, hình này nè, cầm đi, ngắm đi. Ui, giống thế. Giống gì vậy? Giống chỗ nào? Nói điểm giống cho chị nghe coi. Em thấy giống, nhưng mà vẽ như này là em thấy là rất là đẹp. Giống cái gì đâu? Chắc cô nghĩ giờ ai ngồi trước mặt cô cũng vẽ ra cái hình vậy trơn. Không, giống cái tóc, giống cái kiểu cái... À, giống cái tóc, có sợi dây chuyền rồi thấy không? À, đúng rồi. Không, cái này, cái này là cái dây mic, dây mic. Dây chuyền. À, dây chuyền ạ. Ừ, rồi tặng em đó, cất làm kỷ niệm luôn cưng nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Ủa, nghe bài hát của anh thấy sao em? Chắc là không có đi karaoke được. Tại vì chắc là mình sẽ không hát những cái bài giống nhau. Ủa em mà nó nghe nè, 21 ngày trên biển làm gì trên đó ngoài giờ làm việc? Dạ, bọn em nghỉ ngơi. Có thể là ngoài kia thì vẫn có sóng điện thoại rồi là mạng. Thì bọn em có thể là gọi điện về gia đình,
hoặc là xem TV vẫn có đầy đủ. Thể dục thể thao gì trên đó không? Dạ có, em có. Karaoke, hát hò gì không? Dạ cũng có, đầu kẹo kéo. Không, nhiều khi đàn ông vậy mà chỉ thích á, nói ít thôi, nói ít làm nhiều. Thì thôi bây giờ là 30 giây nhìn nhau, 30 phút chỉ đo được cái cảm xúc của mình thôi. Có cái sự rung động thì mình cho nhau cái cơ hội. Nếu mình thấy là đối tượng có tiềm năng thì mình cho nhau cơ hội. Còn mình cảm thấy là ồ, không có cái cảm xúc gì, nó trôi ngang qua mình hết trơn, thì thôi tùy, để dành cơ hội cho những cái người khác khi mà chương trình được phát sóng lên. 30 giây cuối cùng nhìn nhau, mỗi người nói với đối phương một câu nữa thôi, để chốt là chúng ta có bấm nút hẹn hò hay không. Nếu mà có thể thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thì đối với anh thì tuổi tác thì cũng không phải là vấn đề mà mình suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là mình có hợp hay không thôi. Mà muốn hợp hay không thì cần có thời gian. Em nghĩ là với tính cách của anh thì sẽ hơi khó, nếu như mà anh biết được nhiều hơn về em, về cái cuộc sống của em, cái thế giới mà em đang em phải sống trong nó. Nên là cái nhịp sống mình nó khá là khác nhau á. Nên là em nghĩ là để mà bây giờ nói là em có thích anh hay không thì em chưa có đủ thông tin hay mà trả lời được câu hỏi đó. Nên em nghĩ là mình nên làm bạn trước để mình hiểu nhau. Cuộc sống của mọi người nó có nhiều khía cạnh lắm. Để mà bây giờ mình nói ra thì em sẽ không hiểu được hết. Nên em nghĩ là mình cần phải hiểu những cái khía cạnh đó trước thì mình mới tính được cái chuyện là mình có nên tìm hiểu để trở thành một cặp hay không. Rồi, mời hết bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm nút. Nếu không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Nhưng chị chỉ chia sẻ lại một điều duy nhất nữa thôi. Cơ hội thì do mình nắm bắt. Còn cảm xúc cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng cái cảm xúc này chỉ là cái cảm xúc đầu tiên, là có thiện cảm với nhau hay không thôi. Chứ đúng là 30 phút mà nghĩ rằng là yêu nhau để trở thành một cặp đôi để hiểu hết nhau thì không thể. Nhưng mà chúng ta có những cái tín hiệu tốt thì chúng ta hãy nắm bắt và cho nhau cơ hội. Đó là những ý kiến khách quan của Duy Tường để các bạn tham khảo thôi. Bây giờ thì nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lặng lẽ lấy tay ra. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em bấm không vậy? Em có bấm á. Bấm mà nhẹ quá vậy. Ủa? Bấm lại thử coi. Đó, bây giờ nó mới dứt khoát nè. Nói chuyện cũng chậm. Em có bấm á. Hỏi thì chị biết em có bấm, chị có ra cái cạch mà nó không vô. Dạ vâng. Nói chuyện cũng chậm, tìm hiểu cũng chậm. Đôi khi chậm lại hay ạ. À, thì cũng có thể, tùy em thấy hay thì nó sẽ là hay. Nhưng mà em thì lại cũng là một người ít nói, thì cổ nghĩ rằng em sẽ khó đi vào đời sống của cổ. Cũng đúng với một cô bé ở cái tuổi 23, cổ suy nghĩ như vậy. Chị nói vậy không biết có đúng ý em không? Tại sao em không bấm nút trong khi em thấy rõ ràng anh này đẹp trai không? Dễ thương không? Công việc ổn định. Sao em không bấm? Tại vì em nghĩ là cái nhịp sống nó không có cùng với nhau á chị. Em có nghĩ mình vội vàng quá không? Em lại nóng tánh, hồi nãy em nói khuyết điểm của em là nóng tánh á. Mới có chút xíu ở đây à, đúng không? Nhiều khi ảnh ngại chị Tường. Lúc nào lát nữa ra ngoài không có chị Tường, ảnh sẽ nói chuyện với em nhiều, quan tâm lo lắng chăm sóc với em nhiều thì sao? Nhưng mà thôi, mọi thứ đã quá rõ ràng và chúng ta có quyền quyết định cho số phận của mình. Cảm ơn hai em. Rồi mời hai em đứng lên. Thế thì hôm nay là cũng hơi bất ngờ, chị Tường cũng hơi bất ngờ thưa quý vị. Tại vì Tường nghĩ rằng cặp đôi này rất là đẹp đôi với cái nhìn của Tường, nhưng mà họ đã không bấm nút thì đó là cái cảm xúc của họ, Tường cũng không thể nào mà xen vào được. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Và bây giờ thì xin tặng em gái một món quà của chương trình để làm đẹp nè. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nha.